Sân bay Tân Sơn Nhất tại thành phố Hồ Chí Minh vào mỗi dịp Tết luôn có rất đông người đi lại, có những lúc xảy ra chen lấn. Đây là thời điểm mỗi người cần đề cao cảnh giác. Nhiều đối tượng luôn rình rập trà trộn vào đám đông để móc túi trộm cắp. Trong vài ngày tới, sân bay này sẽ bước vào những ngày cao điểm phục vụ hành khách. Người dân cần đề cao cảnh giác để không bị mất mát tài sản vào những lúc đông đúc này. Theo ghi nhận, Trung tâm An ninh Hàng không Tân Sơn Nhất vừa bàn giao cho cơ quan chức năng một đối tượng trà trộn vào đám đông trong sân bay để móc túi. Đối tượng này thực hiện hành vi móc túi của một hành khách khác tại sảnh B, ga quốc nội, sân bay Tân Sơn Nhất thì bị lực lượng an ninh phát hiện. Bị truy bắt, đối tượng vùng bỏ chạy, tẩu thoát. Tuy nhiên sau đó đã bị lực lượng chức năng khống chế. Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, đối tượng không mang giấy tờ tùy thân. Tang vật thu giữ gồm một ví cá nhân màu đen, bên trong chỉ có 3 thẻ thành viên dùng để sử dụng phương tiện công cộng tại Nhật Bản. Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không Tân Sơn Nhất lập biên bản ghi nhận sự việc, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho cơ quan chức năng xử lý. Để hạn chế tối đa cái việc mà hành khách vào sân bay mất tài sản thì tôi cũng đề nghị các quý khách khi đi đến cảng hàng không sân bay cần phải tuân thủ về cái thời gian làm thủ tục check-in để đỡ phải gọi là vội vàng trong quá trình làm thủ tục và quên mất cái tài sản của mình. Ngoài ra thì cũng cần tuân thủ cái sự hướng dẫn của nhân viên thủ tục hàng không cũng như là đặc biệt lực lượng an ninh hàng không hướng dẫn. Và khi mà xảy ra mất tài sản thì đề nghị quý khách cũng nhanh chóng báo cho lực lượng an ninh hàng không chúng tôi biết để có sự hỗ trợ kịp thời. Và hành khách cũng phải thường xuyên quản lý cái tài sản của mình, không để nó rời xa khỏi người. Lực lượng an ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất chỉ có chức năng xử lý bước đầu. Khi xảy ra sự việc vi phạm hay bắt được các đối tượng sẽ lập biên bản, chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý. Lực lượng chức năng tại sân bay luôn quan tâm ngăn chặn, bảo vệ tài sản của hành khách, nhưng trộm cắp, móc túi vẫn hay tái diễn.